Có thể loài người chúng ta nghĩ rằng mình là một loài sinh vật tiến bộ với những chiếc smartphone hay xe hơi bóng lộn. Nhưng trong một hệ thống lớn, chúng ta là những sinh vật thời tiền sử. Theo nhà vật lý thuyết nổi tiếng Michio Kaku, câu hỏi lớn nhất được đặt ra là chúng ta trong 100 năm tới với những tiến bộ khoa học sẽ tự hủy diệt hay trở thành một chủng tộc cao cấp hơn. Thang đo Karasev. Thang Karasev đã phát triển như một phương pháp đo tiến bộ công nghệ của một nền văn minh dựa vào số năng lượng có thể được sử dụng tùy theo nhu cầu. Nhiều nhà khoa học hàng đầu tin rằng dân số tăng nhanh sẽ làm tăng mức năng lượng cần sử dụng, yêu cầu sử dụng máy móc công nghệ cao hơn. Nikolai Karasev là một nhà vật lý thiên văn người Nga đã giới thiệu lý thuyết này vào năm 1964 trong công cuộc tìm kiếm dấu hiệu của sự sống ngoài trái đất. Nó có 3 mức cơ bản, với mỗi mức năng lượng được sử dụng tương ứng với bậc 1, 10 mũ 16 W, bậc 2, 10 mũ 26 W và bậc 3, 10 mũ 36 W. Những nhà thiên văn học khác đã mở rộng mức thang này lên cấp độ 4, cấp 5 và thậm chí là cấp 6. Những mức thêm vào này tương ứng với cả mức năng lượng cần dùng cũng như số năng lượng tri thức mà chúng ta đã có thể tiếp cận được. Nhưng nhân loại chúng ta đang ở cấp 0, cụ thể là chúng ta còn dựa vào năng lượng từ những con vật và thực vật đã chết, chính là dầu mỏ và than đá. Chúng ta đang chỉ ở cấp độ 0.72 và đến hết đời chúng ta cũng không đạt được lên đến cấp độ 1. Bạn phải chờ 100 đến 200 năm cho tới khi chúng ta được thăng lên cấp độ 1, theo Kaku. Ở cấp độ 1, một nền văn minh có khả năng khai thác tối đa nguồn năng lượng của hành tinh họ đang sống. Đây là thứ mà chúng ta đang hướng đến dù muốn dù không. Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải tăng mức sản xuất năng lượng lên 100.000 lần hiện tại để đạt đến cấp độ này. Tuy nhiên, có khả năng khai thác năng lượng của trái đất cũng có nghĩa là chúng ta có thể điều khiển toàn bộ sức mạnh thiên nhiên. Chúng ta có thể điều khiển núi lửa và thậm chí là cả kiến tạo địa chất, động đất. Ngược lại, chúng ta phải tái chế hoặc phục hồi lại những gì đã phá hủy. Những tiêu chí này là khó tin, nhưng so với những tiến bộ có thể đạt được, đây vẫn là mức độ điều khiển cơ bản và nguyên thủy nhất. Một bước tiến tiếp theo, đó là nền văn minh cấp độ 2. Có thể khai thác năng lượng của một ngôi sao và các hành tinh xung quanh nó, không chỉ đơn thuần là chuyển đổi ánh sáng thành năng lượng mà điều khiển ngôi sao đó. Có nhiều phương pháp để đạt được điều này đã được đề xuất, trong đó nổi tiếng nhất là các dạng cấu trúc Dyson trong lý thuyết. Cỗ máy này có thể bao phủ từng cm vuông của ngôi sao, thu thập hầu hết hoặc có thể là toàn bộ năng lượng phát ra và truyền nó đến một nơi khác để sử dụng. Nếu một chủng tộc có khả năng làm chủ được phản ứng hợp thạch, nguồn năng lượng của các ngôi sao, một lò phản ứng ở quy mô rộng lớn có thể được sử dụng để thỏa mãn nhu cầu. Tôi tưởng tượng một nền văn minh cấp 2 không chỉ có thể xây dựng những siêu cấu trúc như thế, mà còn đưa người sinh sống trên đó và điều khiển những gì xảy ra bên trong. Người ta cũng có thể điều chỉnh quỹ đạo của các hành tinh, thu hoạch các thiên thạch và sao chổi và cơ bản sử dụng toàn bộ thái dương hệ. Một chủng tộc ở cấp độ 2 có thể làm gì với ngần ấy năng lượng? Không thành tựu khoa học nào hiện nay có thể hủy diệt một nền văn minh như thế. Nếu loài người sống đủ lâu để đạt được cấp độ này và một vật thể to bằng mặt trăng lạc vào hệ mặt trời có khả năng đâm vào trái đất, chúng ta có thể làm cho thực thể đó bốc hơi. Hoặc nếu có thời gian, chúng ta có thể di chuyển hành tinh của mình sang vị trí khác. Vậy nếu chúng ta không muốn di chuyển trái đất thì sao? Có lựa chọn nào khác không? Dĩ nhiên là có, bởi vì chúng ta có thể di chuyển sao mộc hoặc hành tinh khác tùy ý để chắn ở phía trước của trái đất. Cấp độ 3. Một nền văn minh ở cấp độ 3 mở rộng đến toàn thể thiên hà, định cư và điều khiển nhiều các hệ sao. Ở cấp độ này, sau hàng trăm nghìn năm tiến hóa về cả sinh học và máy móc có thể dẫn đến việc dân cư ở nền văn minh cấp độ 3 hoàn toàn khác so với nhân loại hiện nay. Có thể sẽ có dạng sống nửa người nửa máy, các sinh thể máy tính. Những dạng sống có cả mặt sinh học lẫn máy móc chung sống với loài người đã trở thành chủng tộc hạ đẳng so với xã hội tiên tiến lúc đó. Những con người sinh học toàn diện có thể bị coi là khuyết tật, hạ đẳng hay thoái hóa so với giống loài máy móc. Ở giai đoạn này, chúng ta đã phát triển được những con robot có khả năng tự nhân bản, dân chúng có thể tăng lên đến hàng triệu và phân tán đi khắp thiên hà, định cư từ hệ sao này sang hệ sao khác. Và những sinh vật này có thể xây dựng những quả cầu Dyson, có thể bao gọn các ngôi sao và tạo ra một mạng lưới khổng lồ có thể vận tải năng lượng về hành tinh mẹ.
nhưng kéo dài toàn bộ thiên hà có thể vướng vào một số vấn đề như các định luật vật lý, đặc biệt là du hành với tốc độ ánh sáng, trừ phi có thể phát triển một thuyết bẻ cong không gian hoặc sử dụng nguồn năng lượng dự trữ để chinh phục các lỗ run có thể dịch chuyển tức thời, hai thứ vẫn đang là lý thuyết cho đến thời điểm hiện tại thì mới có thể di chuyển được xa đến như thế. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để cho bọn mình thêm động lực làm phần 2. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!